Con có ba dấu hiệu này, lớn lên rất có hiếu với cha mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, nếu bạn đã từng vào viện dưỡng lão vào đêm giao thừa, thì bạn sẽ hiểu tầm quan trọng của việc nuôi dạy một đứa trẻ yêu thương bạn. Con có ba biểu hiện này, lớn lên rất có hiếu với cha mẹ. Nếu sở hữu đủ, thì xin chúc mừng. Mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe bài chia sẻ sau đây của chúng tôi. Và hãy cùng suy ngẫm quý vị nhé. Có một câu chuyện được chia sẻ như sau. Dì Trần sống tại Quảng Tây Trung Quốc, vốn là một người phụ nữ thành đạt. Bà làm chức quản vụ, quản lý cho một công ty quốc doanh, nên luôn dồn hết thời gian và tâm sức cho sự nghiệp. Bà chỉ có một cô con gái duy nhất là Tiểu Lị, nhưng vì công việc bận rộn, bà luôn phải gửi con cho bà ngoại nuôi. Tiểu Lị lớn lên nhanh chóng, trở thành một cô gái ưu tú và thi vào công chức. Năm Tiểu Lị 25 tuổi, bà ngoại ốm liệt giường. Vì mẹ vẫn đang bận việc nên Tiểu Lị không ra ngoài tìm việc mà nhận trách nhiệm chăm sóc cho bà ngoại cả ngày. Chăm sóc một người bại liệt hơn một năm cũng vất vả, nhưng Tiểu Lị chưa bao giờ than thở. Họ hàng, bạn bè và hàng xóm đều liên tục khen ngợi cô là một đứa trẻ hiếu thảo. Một vài năm sau, dì Trần đã lớn tuổi nên quyết định nghỉ hưu. Tuy vậy, do quan hệ của hai mẹ con rất lạnh nhạt nên Tiểu Lị cũng không dọn về ở với mẹ. Thấy trong nhà chỉ có mình mẹ sống cô đơn, cô mời một bảo mẫu về phụ giúp công việc và chăm sóc cho bà. Lại qua một vài năm nữa, dì Trần yếu hơn và có những vấn đề về sức khỏe. Thấy Tiểu Lị vẫn không có ý định về nhà ở chung, dì Trần quyết định vào viện dưỡng lão ở. Tiểu Lị chọn cho mẹ một viện dưỡng lão tốt nhất ở trong khu vực, với đội ngũ điều dưỡng chuyên nghiệp và bác sĩ trình độ cao, cung cấp các dịch vụ rất cao cấp cho người lớn tuổi. Tất nhiên lệ phí cũng rất cao, nhưng Tiểu Lị chấp nhận chi trả hết mà không một chút chần chừ. Mỗi tuần một lần, Tiểu Lị vào thăm mẹ lúc 8 giờ sáng thứ Bảy, đến trưa cô sẽ rời đi. Tuy nhiên phần lớn thời gian hai mẹ con chỉ im lặng. Cô luôn đúng giờ, chưa bao giờ đến muộn hay về sớm, nhưng cũng không đến thăm thường xuyên hơn. Không đột nhiên thấy nhớ mẹ mà tới. Điều này khiến dì Trần có cảm giác con gái đến thăm mình như đang làm nhiệm vụ. Ngồi đón giao thừa trong viện dưỡng lão, dì Trần nhìn các bạn già khác được người thân đón về nhà ăn Tết mà không ngừng hối tiếc. Bà nhận ra khi con gái còn nhỏ, bà đã không ở bên chăm lo mà chỉ dành thời gian cho công việc. Vậy nên khi già rồi, con gái không muốn dành nhiều thời gian bên bà cũng là điều có thể dễ hiểu. Cha mẹ và con cái vốn có sợi dây liên kết bằng huyết thống tự nhiên, vốn không thể chặt đứt. Nhưng quan hệ gia đình sẽ bền chặt gắn bó hay xa cách lạnh nhạt thì đều tùy vào công sức vun vén của mỗi thành viên. Tất cả chúng ta đều yêu thương con cái của mình, nhưng có thể không đúng cách. Qua đó người ta nhận ra rằng không nhất thiết phải sở hữu ba đặc điểm này mới là người con có hiếu. Nhưng nếu hội tụ đủ, tương lai cha mẹ ăn có thể sẽ an hưởng tuổi già vui vầy bên con cháu. Vậy ba đặc điểm đó là gì? Đầu tiên, con cái thích thân mật với cha mẹ. Phản ứng của trẻ con rất chân thật. Khi nhìn thấy ai đó hoặc thứ gì đó mình thích, trẻ sẽ muốn lại gần. Ngược lại, khi nhìn thấy người mình sợ, trẻ sẽ tự động lùi lại. Trẻ con không biết che giấu cảm xúc của mình, nên khi trẻ thích thân mật với cha mẹ, điều này chứng tỏ trẻ rất yêu họ. Nếu một đứa trẻ sẵn sàng ở bên cạnh bạn bất cứ khi nào rảnh rỗi, có vô vàn điều muốn chia sẻ với bạn, đó chính là tình yêu thương dành cho cha mẹ từ tận đáy lòng. Bản năng của con trẻ sẽ không nói dối. Thứ hai, hãy nhìn cách trẻ cư xử khi gặp khó khăn. Một người mẹ từng âm thầm làm một bài kiểm tra bằng cách giả vờ ngã xuống, nằm bất tỉnh trước mặt cô con gái một tuổi của mình. Khi chứng kiến điều đó, cô bé đã tập tễnh đi đến bên mẹ, cố gắng gọi và đánh thức mẹ dậy. Tất cả chúng ta đều có lúc sẽ gặp khó khăn, người lớn cũng như là trẻ em. Khi cha mẹ phải đối mặt với khó khăn, việc trẻ có biểu lộ sự lo lắng hay không sẽ là chi tiết cho thấy trẻ có quan tâm bạn hay không. Tất nhiên,
Khi trẻ gặp khó khăn, trẻ sẽ tìm đến người thân thiết nhất để nhờ giúp đỡ, vì bạn là người mà trẻ tin tưởng nhất. Vì vậy, khi đứa trẻ tìm đến người lớn, đó cũng là biểu hiện của tình yêu thương dành cho bạn. Cuối cùng, vào những ngày đặc biệt, trẻ có nghĩ đến cha mẹ hay không? Trong cuộc đời của chúng ta, sẽ có rất nhiều ngày đáng nhớ, sinh nhật, hội hè, ngày kỷ niệm khác nhau. Vào những ngày đặc biệt này, chúng ta thường khao khát nhận được lời chúc phúc của gia đình, đặc biệt là từ người thân. Nếu đứa trẻ có thể nhớ đúng ngày sinh nhật của bạn, sẵn sàng dành thời gian bên bạn, dù có bận rộn đến mấy, điều đó có nghĩa là trong lòng trẻ, bạn là một người rất quan trọng. Tuy mọi người thường nói mẫu tử liền tâm, nhưng tình cảm thân thiết không chỉ duy trì bằng huyết thống, cảm xúc được vun đắp từng chút một trong một thời gian dài. Cha mẹ yêu trẻ, mong muốn đồng hành cùng trẻ nhiều hơn, nhưng cũng cần phải đảm bảo phương pháp đồng hành của mình một cách đúng đắn. Có như vậy, trẻ mới khôn lớn thành người. Quý vị thân mến, có những người may mắn được sống trong những năm tháng tuổi thơ êm đẹp và vui vẻ. Đây chính là quãng thời gian có thể chữa lành mọi nỗi đau trong suốt cuộc đời. Nhưng cũng có trường hợp ngược lại hoàn toàn. Nhìn vào một gia đình hạnh phúc, hầu hết trẻ em sẽ đều sở hữu các đức tính đáng quý như dũng cảm, tự tin và biết sẻ chia. Nhưng đối với gia đình không yên ấm, sự nhạy cảm, rụt rè, ích kỷ và ám ảnh trong tâm lý luôn tồn tại sâu bên trong từng suy nghĩ non nớt của các em. Vì vậy, so với nghèo đói, những đứa trẻ sống trong ba gia đình này còn bất hạnh hơn gấp bội phần. Một, gia đình không có tình yêu. Trong tư vấn tâm lý, tình yêu được định nghĩa là được nhìn thấy, không bị bỏ qua và được coi trọng. Nếu một đứa trẻ luôn bị bố mẹ coi như vô hình, thiếu quan tâm, thì nó chắc chắn đang rơi vào tình trạng thiếu tình yêu thương. Và một đứa trẻ thiếu tình yêu sẽ luôn tìm kiếm tình yêu còn thiếu. Do không được chăm sóc nên cô cậu bé đó sẽ cảm thấy tự ti, trong lòng khao khát sự chăm sóc như cha mẹ. Đây là lý do tại sao nếu một cô gái thiếu tình yêu thương của cha hoặc không có tình yêu thương, cô ấy sẽ tìm kiếm những lý do tâm lý cho trải nghiệm này trong các mối quan hệ thân mật khi cô ấy trưởng thành. 2. Những gia đình sử dụng bạo lực bằng lời nói đối với con cái của họ. Việc cha mẹ dùng lời nói bạo hành con cái phần lớn dựa trên mối quan hệ không bình đẳng giữa hai bên, tức là cha mẹ cho rằng tôi là cha mẹ của con thì con phải nghe lời. Người ta thường ví rằng cha mẹ sinh ra là bậc thầy về thuật thôi miên. Nếu cứ kích thích con cái bằng một ngôn ngữ nào đó trong một thời gian dài, con cái sẽ bị ảnh hưởng sâu trong tiềm thức, thậm chí không đồng ý với những gì cha mẹ nói và cất vào sâu thẳm trái tim. Khi cha mẹ phê bình và giáo dục con cái, họ nên suy ngẫm về ngôn ngữ và hành vi của mình, đối chiếu trái tim mình với trái tim của con, suy nghĩ thấu cảm và luôn dùng chính tình yêu để duy trì sự giao tiếp chân thành với con cái. Chỉ bằng cách này mới có thể đạt được mục đích của giáo dục chân chính. 3. Gia đình cực đoan. Cha mẹ có suy nghĩ cực đoan thường sẽ biến con trở thành một trong hai hình thái. Một là chống lại sức mạnh của cha mẹ, hình thành tâm lý nổi loạn từ tuổi thiếu niên, và đặc điểm tâm lý này vẫn tồn tại ở tuổi trưởng thành. Hai là con yếu đuối, vì ở dưới sự mạnh mẽ thái quá của cha mẹ, con không có cách nào thể hiện được cá tính và ý kiến cá nhân của mình. Từ đó trẻ sinh ra tính cách hay tức giận, chán nản và khép kín. Những gì bị kìm hãm cuối cùng sẽ được thể hiện, còn những gì thiếu sẽ luôn tìm cách để bù đắp. Đây là chân lý vĩnh hằng. Trong một gia đình thì năng lượng tích cực luôn là 1 cộng 1 lớn hơn 2, 1 cộng 1 cộng 1 lớn hơn 3. Bản thân gia đình tạo ra yêu thương, chứ không chỉ tiêu thụ và làm thua chột tình yêu. Trong một gia đình luôn lấy năng lượng tích cực, sự bao dung, tin tưởng, khuyến khích, khen ngợi, vui vẻ, tích cực làm mục tiêu hướng đến. Sống trong môi trường như vậy thì trái tim của trẻ sẽ tràn ngập ánh nắng.
Chỉ trong một gia đình có năng lượng tích cực, những đứa trẻ có trái tim mạnh mẽ mới được nuôi dưỡng và trưởng thành theo thời gian.